Hello anh chị, em lại về tiếp tục về con xì bắc nè. Xì bắc xanh này của một anh công an nhá. Đó, đây là của một anh công an phường ấy chị. Hết nhu cầu sử dụng bán cho Trường Anh thu mua đây. Xe đồng sơn đẹp lắm, xanh cốm. Bản số 48A04892 nha. Mấy dòng này thì ký giấy rút hồ sơ ok được hết. Hai cụm đèn nguyên bản cho xe nè. Chevrolet Spark sản xuất năm 2008, 4 vỏ được 80%, mâm đúc, đồng sơn không có vết chày luôn. Mua về chỉ việc sử dụng tháng 5 năm 2021 nè. Đăng kiểm khá là sâu nhé. Em đang đưa qua công nghệ 4.0 để xử lý làm đẹp toàn diện. Rồi tiếp tục thêm một con Kia Morning cũng vừa mới về đây hai em nè. Innova về rất là nhiều xe nha anh chị nha. Đây phong dáng đồng sơn đẹp. Nội thất nè anh chị. Rồi thất tắp bi nè. Đang để cho giòn keo chỉ là nguyên bản theo xe là không mất phân nào nha. Đó, keo chỉ riêng theo xe luôn anh chị. Chị thấy chất xe liền không? Rất là liền. Ghế nè. Ghế này chủ nhà người ta bọc cho em nó cái bộ ghế da rất là tốt luôn. Trang bị là màn hình cam da đầy đủ, vô lăng đây nè. Xe đang để cho giòn anh chị nha. Ở cho hơi bị bụi bẩn một chút xíu thôi. Mà chất xe đẹp lắm đây nè. Đó, lót sàn rồi trần. Đó, xe đồng sơn thân vỏ không có vết chày luôn. À, anh chị coi keo chỉ nè, keo chỉ rin của em nó nè. Giờ thấy chơi rin đét luôn. Phần ghế ở trong đây, những sóng lường không giới thiệu tác động tông vang nhé. Mâm đúc. Đây là phong dáng nè. 48A04892 anh chị nha. Nó đồng sơn nội thất của em nó nè. Xe không có vít trời nha. Xe này mai Trường Anh dọn là xong. Anh chị coi bốn cánh cửa em cho Trường Anh nè. Đó vậy hết phần keo chỉ riêng cho xe của em nó. Riêng đét bốn cánh cửa rất là liền, rất là đều luôn. Lách cửa, trong lách cửa là keo chỉ là nguyên bản cho xe là không mút một phân nào luôn. Không có dấu hiệu là mục mọt nha. Con này hơn 100 triệu tí xíu là anh chị sở hữu được con Spark rồi. Dòng xe Chevrolet thương hiệu của Mỹ. Đó, bốn cánh cửa anh chị thấy phần keo chỉ rin của em nó không? Không mốt một phân luôn à. Đó, đẹp chưa? Mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Trang bị màn hình cam dê con số đầy đủ trên con xe rồi. Đó, chất xe rất sạch. Máy móc hơi dơ nha. Máy này để Trường Anh đi xử lý tẩy rửa này cho anh chị là đẹp len keng luôn. Đấy. Úp. Đây Trường Anh quay phần máy cho anh chị coi nè. Máy nổ rất là êm. Xe này anh công an anh chạy anh cũng giữ. Nói chung là cũng kỹ. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản như này. Máy móc nè. Đây là vùng đất đỏ. Máy ở trong hơi dơ, chưa tẩy nha. Tẩy rửa là nó sẽ đẹp ngay. Không có dấu hiệu tác động tông vai cứng đụng đâu. Anh chị coi dàn trước của em nó. Đó là nguyên riêng cho xe nè. Cốp trước nè. Cốp trước là nguyên bản keo chỉ trên nắp capo là không mất phân nào nha. Đó, không có dấu hiệu đâm vai cứng đụng đâu. Anh chị thấy keo chỉ chưa? Mua về là chạy thôi. Đó, phong dáng hai con đây. Còn tiếp thêm một con Kia Morning. Đây anh chị, con Kia Morning này đang để cho giòn nha. Con này xuất sàn Form Sport, điều hòa tự động, trang bị là túi khí dinh vô lăng. Em đang cho giòn nha. Giòn xong con này Trường Anh báo giá cho. Con này như đời 2021. Đó, phong dáng của em Kia Morning nè. Con này màu vàng anh chị nha. 4 vỏ mới, 4 mâm đúc, Form Sport. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Điều hòa tự động nhé. Ghế là ghế da nguyên rin nè. Giờ anh chị nhìn nội thất nó hơi bị bẩn một tí xíu nha. Đó, nó hơi bị bẩn một tí xíu thôi. Đang để ở đây cho mấy anh em bên công nghệ xử lý dọn dẹp này. Tiếp tục con Innova. Con Innova này bên Trần Anh bán 240 triệu. Đời 2006 G xịn anh chị nha. Con này con G xịn luôn, hai cục đèn nguyên bản cho xe nè.
Xe này thì Trần Anh đã làm clip rồi. Anh chị đam mê về cái dòng Innova G này thì alo cho em báo giá luôn luôn anh chị nha. 240 triệu, anh chị nào mua Trần Anh có bớt cho anh chị luôn. Xe này không có dịch vụ taxi cho nên cứ yên tâm. Ghế nè, đây là phần ghế của con xe nè, ghế từ trên xuống nè, nguyên bản rin hết, côn số là nguyên bản tàu xe nhá. Đây nè, đó côn số nè, vô lăng 4 chấu, tắp bi tắp lô, cam kết với anh chị 100% là không có dịch vụ trên chiếc xe con Innova màu đen này đâu. 240 mua cho anh có bớt luôn. Đây là phần tắp bi nè, đó tắp bi bên phụ nha, em chỉ bán đúng một giá một anh chị nha, không có giá thứ hai. Đây anh chị ạ, ghế ở trong nè, rất là sạch sẽ, rất là liền lẹt luôn. Dàn lạch âm trần, ba dàn lạch, dàn lạch trước và hai dàn lạch sau. Đó, trần rất là sạch sẽ luôn, máy bên em đã xử lý toàn diện hết công nghệ cho anh chị rồi. Đẹp rồi, mua về chạy nó thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nha. G xịt màu đen, hai cụm đèn phía sau là nguyên bản tàu xe, 49E01868 nha. Đó, phong dáng đây, liền chưa? Đây nè, ghế ở trong nè, phần tắp bi nè, tắp bi bên tài nè, nhìn sạch sẽ không? Rất là sạch sẽ. Đó, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Đến với tay người tiêu dùng nhé. Vô lăng 3 chấu là xe không một xíu dịch vụ luôn. Trang bị cho em nó cái đầu GVC nguyên bản cho xe, côn ga số nè. Đó, từ phần ghế ở trong rất là sạch sẽ. Sơn rin còn được 60% nha. Cạn trước cạn sau có sơn dầm, máy móc thì Trần Anh tẩy rửa rồi, máy nổ cực kỳ là êm ái luôn, mua về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản nha, đăng kiểm tháng 8 năm 2020. Đây là phần máy nè anh chị coi nè, đó máy bên em đã dọn dẹp kỹ lưỡng rồi. Con này G xịn có ABS nha. Đó, báo giá công khai 240 anh chị đã mua Trần Anh có bớt luôn. Trần Anh chỉ bán đúng một giá một nha, không có giá thứ hai đâu nha anh chị nha. Bán chuẩn giá bên công ty, không kê giá nha. Đó là vậy. Đó hàng G Innova G206, xe chính chủ màu đen. Đang quay giữa trời mà nắng quá, sáng là nắng. Em còn con Windom nè. Windom này là hàng nhập, xe nhập anh chị nha. Windom, dòng xe thể thao, xe nhập. Đó, nhiều xe đến với tay người tiêu dùng. Cửa thể thao nè anh chị. Đó, cửa thể thao nhìn rất là đẹp anh chị thấy không? Windom, xe đợt trước Trần Anh đưa qua cho làm mấy cái lap. Lap nó bị kêu quá, phải làm lap nha. Xe này trang bị túi khí bịt bùng rồi nè, hai cửa thể thao nhìn đẹp không? Đó, cái này kính bấm lên là toàn bộ kính bấm nóc hết nha, không có khung. Đó là xe thể thao, mở nè, mở một phát 45 độ luôn. Đó, nhìn đẹp len keng, biểu tượng vô lăng, túi khí trên vô lăng nè. Con này xuất sàn anh chị nha. Đó, xe đẹp lắm. Chân nỉ nha, hàng Toyota, hàng nhập đẳng cấp của con Windom nha. Dòng này người ta chỉ sản xuất được có 5 đến 10 con thôi. Đó, phong dáng đó. Anh chị nào đam mê dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Đây ạ. Đây là con Captivan. Captivan sản xuất năm 2008. Xe này Trần Anh đã bán cho một người chú rồi nha. Dọn dẹp tẩy rửa xong xuôi hết rồi. Bây giờ đang chờ tài xế tiến hành đi giao con Captivan này nè anh chị. Đó, phong dáng của con Captivan là dòng xe này 7 chỗ nha anh chị nha. Đó, tiết kiệm nhiên liệu đến với tay người tiêu dùng luôn. Nội thất đẹp rồi. Nội thất đồng sơn rất là đẹp rồi. Đó, phong dáng nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Cảm ơn một người chú đã tin tưởng Trần Anh. Chốt cho em một lần 220 triệu. Đó, hôm nay Trần Anh làm xe xong xuôi rồi, Trần Anh xíu nữa đang sắp xếp tài xế để giao tận Sài Gòn cho chú nha. Đó, uy tín thì được rất là nhiều anh chị tin tưởng nha.
Đó, chất xe cực đẹp luôn. Sơn rin phủ toàn diện trên con Captivan nhé. Đồng sơn phong dáng đẹp, nội thất đẹp, là những mẫu xe mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con cô bác đó. Em còn về rất là nhiều xe. Đó, anh chị nào mua thì alo cho Trường Anh. Trường Anh chỉ bán đúng một giá một, không có giá thứ hai nha. Đó, mua về là chạy thôi, người khác đăng giá thứ hai Trường Anh không biết và không chịu trách nhiệm đâu. Đó, những mẫu xe này bên salon, bên công ty ô tô miền Nam bên em thì em sẽ quay nha. Còn những trong đây là có những cái xe khách và xe công ty. Đó là em quay chi tiết những mẫu xe của công ty thôi nha. Giá rẻ cực kỳ đến với tay người tiêu dùng luôn. Innova bắt đầu đưa vô cho dọn dẹp tẩy rửa anh chị. Rất là nhiều xe luôn nha anh chị nha. Lai sách ti nữa nè. Em về con Lai sách ti, xe cũng hoàn thiện rồi, đang cho dọn, cho đánh bóng. Đây, đang lên đánh bóng anh chị. Đánh bóng hết toàn diện trên chiếc xe luôn. Đây là con Lai sách ti nè. Con này đời 2009 anh chị nha. Đời khá là cao. Mua về chỉ việc sử dụng vô lăng ba chấu. Đó, phong dáng em nói nè, cực đẹp. Đây là phần tắp bi nè anh chị. Rin nồi luôn. Ghế sau nè. Máy móc cực kỳ khô ráo. Dàn nội thất phía sau đây nè. Đó, rin đét. Mua về là chạy thôi. Anh chị đam mê mẫu này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Bạn EX nhé. 4 cánh cửa rất là đều, không có dấu tích là đâm va cứng đục. Máy bên Trường Anh đã tẩy rửa hết toàn bộ rồi. Mua về là chạy. Thấy đẹp chưa? Đó, phong dáng nó. Ủa, con này đánh bóng chưa em trai? À, chuẩn bị đánh bóng rồi. Đó, biểu tượng của Daegu. Mua thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô nhé. Một lần nữa anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.